Hi, hello các bạn. Và bây giờ là mình đã trở lại với cái video tiếp theo, đó là mình đã trộn xong cái hỗn hợp lotion, cái chất dưỡng da với nước chanh với lại nước cốt dừa ha. Đó, đó mình đã trộn xong rồi. Và bây giờ cái bước tiếp theo, đây các bạn, đây chanh. Đó, bước tiếp theo là mình sẽ trát lên người. Đó, thì cái chanh nó cái tác dụng là sẽ tẩy ha, tẩy da ha. Đó, mình sẽ trát lên người. Thì trước khi trát á, các bạn nên tắm rửa trước, tắm rửa để mà y bụi rồi á, bặm bụi rồi. Thì nói chung là bạn các bạn có thể là mình sẽ tắm xà bông trước luôn, ok, không sao hết. Rồi sau đó, và cái này nó rất là nhiễu nha các bạn, nó giống như nước vậy đó, cho nên là các bạn phải cẩn thận, để khi khi mình làm á mình phải cẩn thận ha, để nó nhiễu tùm lum. Tại vì cái cúc dừa này đó mình bỏ vô cái máy là tủ lạnh á, ngăn mát, cho nên nó hơi đặc lại như này, nhưng mà khi mình trát lên người á nó sẽ tan ra hết, nó sẽ tan ra thành nước cốt đó các bạn. Đó đó, thì các bạn sẽ trát lên người ha. Trát lên người thì cái hỗn hợp này các bạn có thể sử dụng trên tóc nữa, nó sẽ dưỡng tóc rồi trị gầu gì đó, rồi nó sẽ dưỡng dưỡng ẩm cho cấp cấp ẩm cho tóc của mình á đó. Đó rồi, còn đối với da thì nó sẽ dưỡng dưỡng ẩm từ nước cốt dừa. Trong nước cốt dừa nó sẽ có dầu dừa, nó có sẽ tác dụng là dưỡng ẩm đó các bạn. Đó thì đó, các bạn có thấy là mình đã bôi lên xong rồi nó chảy ra tùm lum không? Đó, cho nên khi các bạn làm á, các bạn tắm xong, các bạn ở trong nhà tắm, các bạn sẽ làm sẵn cái hỗn hợp này rồi, các bạn sẽ để trong nhà tắm. Sau khi các bạn mà tắm rửa với xà bông sạch sẽ hết rồi thì bắt đầu mình sẽ bôi cái này lên. Đó, bôi cái này lên trong nhà tắm thì sau khi bôi thì mình đợi khoảng 3 đến 5 phút ha, 3 đến 5 phút để cho cái hỗn hợp này có phát huy tác dụng ha. Rồi sau đó mình sẽ rửa sạch lại, tức là mình sẽ tắm lại với nước lạnh, mình sẽ không xài xà bông nữa nha. Đó. Thì video này mình ngồi ở đây để mình giới thiệu, để mình quay cho các bạn cho nó dễ dàng á. Nhưng mà mình quay như thế này thì mình chỉ có thể trát được cánh tay với lại cổ với lại mặt thôi, để cho các bạn có thể hình dung được là cái này nó sử dụng như thế nào ha. Đó, cho nên khi mà các bạn làm, các bạn nên vào trong nhà tắm các bạn làm ha, nên đỡ bị nhiễu ha. Đó đó, đây mình đã bôi cái tay rồi, và một cái cảm giác rất là tuyệt vời các bạn, khi mà các bạn rửa xong bằng nước 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 lạnh rồi á, thì các bạn có thể cảm giác được cái làn da của bạn rất là mịn luôn. Tại vì á, nước nước chanh nó sẽ làm như là nó vi khuẩn, rồi nó tẩy cái tế bào chết ở cái da đó. Đó, còn cái dầu dừa nó sẽ có tác dụng là làm mịn và cấp ẩm cho cái da của mình. Đó, cho nên là khi mà hai cái trộn lại như này nó sẽ phát huy tác dụng cho các bạn. Và sau khi các bạn rửa lại với nước 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 lạnh, tức là các bạn tắm lại với nước lạnh á, thì sau đó thì các bạn sẽ cảm thấy cái làn da của bạn rất rất là tuyệt vời luôn, tại vì nó rất là mịn, nó rất là y như là các bạn có thể cảm giác được là nó có một cái lớp dầu ở bên ngoài để bảo vệ cái da của bạn đó, cho nên nó không có còn tình trạng là khô da nữa ha. Đó thì các bạn khi mà mấy bạn trát lên thì các bạn massage đó, các bạn chà chà sơ sơ vậy đó. Tại vì khi mà cái nước cốt dừa nè, nó sẽ có một ít cái sát dừa đó, thì nó sẽ mình khi mà mình massage như thế này, mình chà như thế này thì rất tốt để cho cái làn da chết ở bên ngoài nó có thể bong ra ha. Và khi mình trát lên như thế này á, mình nghe một cái cảm giác là nó hơi chích chích á, nó hơi rát rát, bởi vì nó có chanh đó các bạn, cái chanh đó, đó là tác dụng của cái chanh đó. Rồi các bạn cứ chà như thế này ha, đó mình vô nhà tắm làm gì rảnh mà đâu làm gì đâu đúng không xong rồi cứ chà đó.
Dạ, xong rồi các bạn có thể thư giãn, các bạn có thể bắt một bản nhạc, một bài nhạc lên. Bài nhạc khoảng nhiêu? 3 phút à các bạn? Bài nhạc cũng 3 phút. Đó, các bạn vừa thư giãn, nó vừa massage, vừa nghe nhạc. Rồi sau đó mà các bạn sẽ tắm lại với nước và lau khô bằng khăn sạch. Ha. Và nước cốt dừa các bạn, nước cốt dừa hay 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 còn gọi là ý như là dầu dừa á. Dầu dừa là một cái dầu nó cô đặc lại từ nước cốt dừa này các bạn đó. Cho nên các bạn có thể là dầu dừa thì nó tác dụng rất là thần thánh, làm cho tóc mọc nhanh nè, dưỡng ẩm nè, và các bạn có thể súc miệng với dầu dừa nữa nha. Tức là khi bạn súc miệng xong hết rồi với kem đánh răng, sau đó là các bạn sẽ quên nữa, bôi vô mắt nó hơi bị cay nè, tại vì nó có chanh nè, quên. Đó, các bạn cứ massage ha, massage như này ha, đó, để cho cái tế bào chết nó bong ra đó. Đó, các bạn massage. Thì dầu dừa khi mà các bạn súc miệng xong đúng không, các bạn ngậm nó, hoặc là trước khi các bạn thức dậy các bạn sẽ ngậm dầu dừa trước, quên, như là sẽ ngậm dầu dừa trước á. Tại dầu dừa nó có chức năng cũng là khoáng kháng khuẩn luôn các bạn, khi mà mình ngủ dậy cái mình chưa có súc miệng này kia đó, thì nói chung là buổi tối các bạn cũng hình dung lại rồi mình ngủ mà đúng không, thì kể có vi khuẩn ở trong cái khoang miệng, và khi đó mình sẽ ngậm dầu dừa, ngậm rồi các bạn như là giống như ngậm nước muối vậy, các bạn ấy qua ấy lại đó. Làm gì nè, ấy qua ấy lại như vậy đó, để cho mấy cái chất dơ ở trong đó, nó có thể bong ra. Rồi sau đó mình ngậm chắc khoảng 15 phút á, rồi bắt đầu các bạn nhổ ra, rồi các bạn đánh răng bình thường với lại kem đánh răng đó, thì bạn sẽ có một cái hàm răng rất là chắc khỏe. Rồi gì nữa ta, hơi thở sẽ là thơm tho trở lại ha. Đó, đây thì mình sẽ xức cái này trước, rồi sau đó tại vì mình mua 10.000 này là mình sẽ xài cho cả cơ thể ha các bạn nó, rồi ủ tóc luôn cũng được đó. Còn chanh là cái tác dụng gì ta? Chanh là tác dụng nó tẩy tế bào chết, rồi nó diệt y như là nó trị gầu các bạn, khi mà mình bôi lên tóc á, chanh có tác dụng là trị gầu đó, chanh với bưởi rồi đó, đó tác dụng là trị gầu ha. Rồi đó, rồi mình chỉ xức như đây thôi, để trước xong rồi hết video này mình sẽ vô nhà tắm mình xức hết cơ thể mình, sau đó là mình sẽ review lại cho các bạn là sau khi mình xức dầu dừa và mình bôi cái dưỡng da với dầu dừa như thế này, thì cái lớp da sau khi mình rửa sạch thì nó sẽ trở nên như thế nào ha. Rất là thích các bạn, tại vì khi mình xức lên vậy nè, mình nghe nó rất là có một cái cảm giác nó hơi rát rát đó, tại vì có nước chanh á. Ví dụ như cái trên cơ thể các bạn có một một mà cái vết thương nhỏ gì đó, khi bạn xức lên các bạn sẽ nghe rát rát một, là nó sẽ chăm 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 nó vậy đó, do chanh đó các bạn đó. Nhưng mà khi các bạn massage như thế này đó, cảm giác rất là thích luôn các bạn, rất là đã luôn, phải nói là rất là đã luôn ha. Đó. Thì các bạn massage có thể là massage như này lên, tại vì theo mình biết biết đó, khi mà mình massage đó, massage cái mặt á, thì các bạn đừng có massage xuống như thế này, thì cái cơ mặt nó sẽ bị sệ xuống như thế này. Các bạn massage trên theo cái chiều ngang hoặc cái chiều lên thì mấy cái cơ mặt của bạn nó sẽ không bị chảy sệ xuống ha. Đó. Rồi mình sẽ chà mấy cánh mũi, rồi xung quanh mấy cái cánh mũi nè, đó.
Gàm rồi cổ ha. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vô nhà tắm để mình chà hết cái cơ thể của mình đây, và hẹn gặp lại các bạn sau khi mình rửa sạch, và mình sẽ review cái da của mình sau khi mà mình xài xong cái lotion này ha. Ok, bye bye, và nhớ xem tiếp cái video sau nha. Và đặc biệt là các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, chia sẻ cũng như là like hoặc là bình luận ha, để cho mình biết được cảm nhận của các bạn khi mà các bạn xem video của mình. Tại vì mình đang cố gắng hết sức tìm hiểu những cái công dụng, những cái gì đó hay để mà chia sẻ cho các bạn. Ok, see you later.